chúng ta hãy thử refresh lại xem cái giá trị này có thay đổi hay không. Các bạn đã nhìn thấy Pencil Public. Chúng ta nhìn ở đây Pencil Unpublic. Vậy là cái tab này, cái tên của cái tab đã thay đổi. Vì khi chúng ta nhấn vào đây một cái thì giá trị tab của chúng ta là Pencil Unpublic chứ không phải là public giống lúc nãy nữa. Lúc này chúng ta cần xem một tí nữa, giá trị của tham số đầu tiên của chúng ta cũng không còn item chọn đến public mà nó phải gọi đến cái cột pencil ở trong database của chúng ta. Cột pencil của chúng ta ở đây. Vậy giá trị thứ nhất của nó cũng là phải là pencil. Chúng ta refresh lại để chúng ta xem. Vậy các bạn đã thấy chúng ta đánh dấu đỏ gần hết, chỉ có một phần màu xanh. Đây là chính là phần mà gọi là cái cuốn sách thuộc dạng đặc biệt của chúng ta. Vậy là chúng ta đã hiển thị được phần pencil. Tiếp theo là giá. Lúc này chúng ta sẽ xem phần giá. Giá chúng ta chỉ có số thôi, nhưng param của chúng ta thì có đơn vị tiền tệ. Vậy chúng ta cần phải lấy ra giá và lấy ra một phần của param của chúng ta. Thì lúc này chúng ta gắn cái giá với param, nó sẽ được hiển thị theo định dạng này. Vậy chúng ta viết như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy param ra. Param bằng JSON. Lúc này chúng ta gọi là decode. Ở đây chúng ta sẽ là item chọn đến phần tử param. Và chúng ta in cái param này ra để chúng ta xem. Chúng ta thử refresh lại. Thì các bạn đã thấy lúc này chúng ta đã biến cái chuỗi của chúng ta thành những cái đối tượng. Vậy chúng ta muốn truy xuất vào đây thì rất là đơn giản. Chỉ cần lấy param chọn đến current là chúng ta lấy được cái đơn vị tiền tệ. Khi có đơn vị tiền tệ thì chúng ta gắn với cái giá và chúng ta đưa vào cột price này. Vậy chúng ta viết như sau. Price bằng param gọi đến phần tử. Phần tử này của chúng ta chính là currency. Chúng ta bỏ vào đây là chúng ta lấy được đơn vị. Giá của chúng ta sẽ là gì? Nó sẽ bằng item chọn đến right. Sau đó chúng ta nối với param chọn đến currency. Chúng ta đóng lại. Và lúc này chúng ta đem giá in xuống cột phía dưới. Chúng ta refresh lại để chúng ta xem. Vậy các bạn đã thấy giá của chúng ta đã được hiển thị. Tiếp đó là sell off. Vậy chúng ta cần lấy giá trị của sell off ra. Các bạn nhìn qua bên này. Chúng ta nhấn vào sell off. Chúng ta nhấn thêm lần nữa. Các bạn thấy nếu giá của sell off có thì giá của right sẽ bị một cái gạch ngang. Vậy gạch ngang của chúng ta đã sử dụng cái ký tự gì? Đây chỉ là một cái thẻ của HTML S. Chúng ta đưa cái thức tiền và trong đó thì tự động nó sẽ gạch ngang. Vậy lúc này đầu tiên chúng ta cần lấy lên sell off của chúng ta. Cách thực hiện sell off của chúng ta cũng khá đơn giản. Cũng chính là bằng sell off bằng item chọn đến sell off. Chúng ta đưa cái giá này vào trong phần sell off để chúng ta xem thử echo. Và chúng ta thử refresh lại. Để các bạn nhìn thấy có mùi số 18, vậy chứng tỏ là nó đã load từ trong database ra. Lúc này chúng ta cần phải, nếu mà giá trị có thì chúng ta cần gạch cái giá trị này đi. Vậy chúng ta viết như thế nào? Sell off của chúng ta lúc này chúng ta sẽ bắt buộc nó là một cái số nguyên. Vậy chúng ta đưa in vào đây. Và chúng ta viết như sau.
if nếu sell off lớn hơn không thì giá của chúng ta sẽ được viết và đưa vào giữa hai thẻ. Chúng ta có thể để phần này bình thường như này. Right bằng s chấm right. Bây giờ chúng ta thử refresh lại xem giá của cuốn sách có sell off có bị gạch ngang hay không. Chúng ta refresh lại. Các bạn đã thấy giá này đã được gạch ngang, còn các giá khác thì không bị gạch ngang. Và giá trị này của sell off chúng ta cũng phải làm cho nó đậm lên. Và sell off sẽ bằng sell off nối với giá trị của đơn vị tiền tệ chúng ta, currency. Và đập lên, vậy thì đập lên chúng ta sẽ để nó ở giữa hai thẻ B. Trường hợp ngược lại không có sell off thì chúng ta để nó bằng 0 là được rồi, không cần phải gắn cái giá trị currency vào. Chúng ta refresh lại. Các bạn đã thấy lúc này sell off không có thì đem giá trị 0, khi có thì nó được in đập lên và cái giá trị thật của nó bị gạch ngang. Vậy là chúng ta đã in được cái phần right và sell off. Tiếp đó là public day. Public day thì lại khá đơn giản. Nó chỉ cần là bằng public day của chúng ta sẽ xem cột đó là cột tên là gì. Đây là cột public day chúng ta. Chúng ta đặt một giá trị cho nó. Public day bằng item trỏ đến public day và gán nó vào phần public day. Tiếp đó là cột hit thì chúng ta cũng chỉ cần copy nó xuống. Sau đó chúng ta đưa nó vào phần này. Chúng ta refresh lại để chúng ta xem. Vậy các bạn đã nhìn thấy public day chúng ta có, hit chúng ta cũng có. Bây giờ chúng ta thử đổi lại giá trị của hit một ở cái cột đầu tiên với ID bằng 1 xem thế nào. Chúng ta edit. Chúng ta tìm đến giá trị của hit. Ở đây ví dụ chúng ta đổi là 45. Sau đó chúng ta bấm go. Và sau đó chúng ta refresh lại. Thì các bạn đã thấy giá trị của chúng ta đã hiển thị. Asset. Để thực hiện với phần asset này, các bạn còn nhớ chúng ta đã làm một phần ở bên phần carry chúng ta. Asset. Asset là thuộc public register special hay gì đó, chúng ta đã viết một cái câu SQL ở trong cái phần model carry. Vậy lúc này chúng ta chỉ cần copy qua thôi. Chúng ta đến phần build query của phần model carry. Lúc này các bạn nhìn xem chúng ta cần những copy những phần nào. Đầu tiên là asset level, tiếp đó là language title. Vậy chúng ta sẽ copy hai phần này qua. Status chúng ta cũng cần nên chúng ta sẽ copy luôn phần status qua. Vậy chúng ta copy thứ nhất là asset level, thứ hai là language qua bên model của item vào trong phần build query. Chúng ta sẽ sửa lại sau. Lúc này chúng ta sẽ nối với bảng book asset. Book cột asset, vậy ở đây giá trị chúng ta rồi sẽ là B. Lúc này bảng language của chúng ta cũng nối với cột book language, vậy chúng ta ở đây là B. Và chúng ta refresh lại để chúng ta xem có lỗi gì hay không.
các bạn thấy không có lỗi gì. Vậy thì lúc này chúng ta đã có thể ấn ra giá trị SS và lên quick của chúng ta. Hai phần này nếu các bạn để ý, chúng ta cũng đã làm bên phần carry rồi. Vậy chúng ta sẽ mở phần carry ra và chúng ta copy qua. Các bạn thấy SS lên quick, lúc này chúng ta không cần phải suy nghĩ, copy hai phần này đưa vào trong item của chúng ta. Sau đó chúng ta echo nó ở phía dưới. Phần language cũng tương tự như thế. Chúng ta refresh lại xem có vấn đề gì hay không. Các bạn thấy nó vẫn hiển thị bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi một số giá trị ở đây. Chúng ta đi vào trong phần book. Chúng ta cũng ở cột thứ nhất để chỉnh sửa cho nó dễ. Thứ nhất là phần asset. Chúng ta tìm tới cột asset. Chúng ta để nó giá trị bằng 2. Tiếp đó language. Chúng ta sửa nó thành NRB. Chúng ta edit. Asset. Chúng ta sửa lại bằng 2. Tiếp đó là language. Chúng ta điền mã ngôn ngữ của nước Anh là NRB. Chúng ta bấm go. Sau đó chúng ta refresh lại xem có thay đổi gì ở hai cột này không. Vậy các bạn đã thấy sự thay đổi của phần asset và phần logic. Vậy là chúng ta đã thực hiện đúng. Vậy là chúng ta đã hiển thị được đầy đủ, chỉ còn thiếu cái hình. Cái hình ở phần cuối chúng ta sẽ thực hiện.